Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục Nam Anh kính mời quý vị theo dõi bài phỏng vấn đặc biệt với ông Đỗ Quang Tỏ do Võ Thành Nhân thực hiện. Kính chào, chúng tôi là Võ Thành Nhân, và đến cái chương trình bản tin ngày hôm nay thì chúng tôi xin trở lại được tiếp xúc với lại anh Đỗ Quang Tỏ. Thường thì chúng tôi và anh Đỗ Quang Tỏ có những cái buổi để mà bàn về những vấn đề có liên quan tới vấn đề bầu cử, đặc biệt nhất là năm nay là năm 2020, thì cái năm nay có cái bầu cử vào ngày 3 tháng 11 sắp tới rất là lớn, do đó nên chúng tôi đừng được anh Tỏ giúp để mà thông hiểu một số vấn đề có liên quan đến bầu cử. Nhưng mà về vấn đề khi mà chúng ta trở lại cái hiện tình ngày hôm nay thì chúng tôi xin trở lại với anh Tỏ vì lý do là sau khi mà cái gói kích cầu về kinh tế nó được ban hành thì vẫn còn có nhiều cái thắc mắc lắm. Và có những cái mà người ta hỏi và người ta đang lo, nhưng mà cũng có những cái niềm tin đâu đó mà chúng tôi sẽ tham vấn với anh Đỗ Quang Tỏ để mà tìm hiểu. Và sau đây chúng tôi xin được kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi. Trước hết em xin được kính chào anh Tỏ. Dạ thưa, kính chào anh Võ Thành Nhân, SBTMDC và toàn thể quý vị đang theo dõi đài. Dạ, khi mà chúng ta nói có những cái thông tin mà cập nhật thì anh có thể chia sẻ những cái thông tin mà cập nhật từ vấn đề cá nhân, vấn đề tiểu thương và cái sở nhân dụng hiện nay họ ghi nhận cái vấn đề hồ sơ thất nghiệp như thế nào rồi, dạ thưa anh. Dạ thưa vâng, như anh Nhân cũng đã nói là chúng tôi thường thường là bàn về đặc biệt chỉ về bầu cử mà thôi. Tuy nhiên vì thêm COVID-19 nó làm thay đổi mọi cái sinh hoạt chính trị lẫn xã hội lẫn đời sống hàng ngày, thành thử là chúng tôi cũng xin được đóng góp một phần nào trong cái việc thông tin này, tại vì đó cũng quá nhiều thông tin bây giờ là từ mọi người sẽ dễ dàng gây hoang mang và không biết chỗ nào, thì ngày hôm nay đó chúng tôi cũng xin bỏ một chút thì giờ và đã duyệt qua tất cả những cái nghiên cứu mà đa số chúng tôi dựa trên những cái tin tức từ các cơ quan y tế công cộng Hoa Kỳ cũng như những cái nguồn tin mà khả tin để đưa đến giúp cho quý vị. Thì cái mở đầu chúng tôi xin được thông báo về cái vấn đề là những cái thông tin cập nhật nào nhất mà chúng tôi nhận được. Thì về vấn đề tiền trợ cấp cá nhân đó, 1.200 đồng cho cá nhân và 2.400 đồng cho vợ chồng đó, thì chúng tôi mới được thông tin từ văn phòng dân biểu Jerry Connolly là sở thuế trong tuần này và tuần tới sẽ bắt đầu gửi ra cái số tiền đó. Thành thử những người nào mà có khai thuế và có chương mục mà sở thuế có thể đưa thẳng vô ở ngân hàng thì hy vọng trong vòng 1 tuần, 2 tuần nữa sẽ nhận được. Những cái người khác mà sở thuế phải ký cái check thì có thể sẽ lâu hơn. Đó là cái tin tức chúng tôi mới nhận được từ văn phòng của dân biểu Hạ viện Hoa Kỳ Jerry Connolly, District 11 của Virginia. Cái thứ hai đó là chúng tôi cũng nhận được tin tức thêm từ Cơ quan Phát triển Tiểu thương Hoa Kỳ SBA cho biết là hai cái loại loan PPP, tức là để cho trả nhân viên, và cái EIDL, tức là cái mà chúng ta bị thiệt hại do business bị đóng cửa, thì quý vị bây giờ có thể đi vô trong hai cái website đó và điền. Thì theo ý tôi đó là nếu quý vị bị thiệt hại nặng và phải cho nhân viên nghỉ thì quý vị nên điền cả hai cái loan này, tại vì trong cái loan thứ nhì đó EIDL nó có một cái phần là chúng ta có thể xin một cái trợ cấp 10.000 đồng maximum, và cái số tiền trợ cấp này chúng ta không phải trả lại. Đó là cái thứ gì là SBA họ đã mở ra những cái website và chúng ta cũng có thể vô xin. Điểm thứ ba nữa đó là chúng tôi cũng có nói chuyện với lại bà tổng giám đốc cái quỹ mà về phát triển nhân dụng của tiểu bang Virginia, bà cho biết trong tuần này thì là sở sẽ có tất cả những cái chi tiết chỉ dẫn về cho những người nào mà trước giờ làm tiểu thương hoặc là tự làm chủ, tức là self-employed. Trước đây đó thì những cái người này không được xin cái tiền thất nghiệp, nhưng mà bây giờ do cái CARE Act đưa ra thì những người này được xin tiền thất nghiệp. Chỉ có một điểm đó, là có một số người xin tiền thất nghiệp thì họ chỉ nhận được tiền thất nghiệp của tiểu bang mà thôi. Hiện thời đó là tiểu bang Virginia, cái tiền thất nghiệp maximum chúng ta có thể nhận được mỗi tuần là 387 đồng. Và cái số tiền 600 đồng mỗi tuần thêm của Federal thì tới giờ này tiểu bang Virginia chúng tôi có hỏi thì họ nói họ cũng chưa nhận được số tiền này. Tuy nhiên quý vị cũng đừng có lo, tại vì số tiền này khi mà được thì nó sẽ trở lại cái hồi tố, tức là khi quý vị bắt đầu được hưởng cái tiền thất nghiệp thì quý vị cũng sẽ được hưởng cái 600 đồng mỗi tuần này. Và thêm cái chi tiết nữa đó là
cái tiểu bang Virginia, đặc biệt là cái lệnh mà đóng cửa các cơ sở thương mại mà không quan trọng và cái lệnh mà nên ở nhà của ông thống đốc đó, thì nó sẽ có hiệu lực đến ngày mùng 10 tháng 6 năm nay. Tôi xin nhắc lại là có hiệu lực đến ngày mùng 10 tháng 6 năm nay. Còn các tiểu bang khác như là Maryland và District of Columbia thì chúng tôi thấy họ chưa có cái ngày hết hạn, họ chỉ có cái ngày bắt đầu mà thôi. Và tiểu bang Cali cũng vậy, là họ bắt đầu sớm nhất và họ cũng không có để cái ngày là sẽ chấm dứt vào lúc nào. Theo tình hình chung đó thì Tổng thống Trump muốn mở cửa lại vào cái Easter Sunday này, nhưng mà điều đó ông cũng đã nghe theo lời các cố vấn về kinh tế, về y tế, và ông đã gia hạn cái đóng cửa này đến cuối tháng 4 năm nay. Và thêm một cái nữa đó là về vấn đề khai thuế cá nhân. Thì khai thuế cá nhân chúng ta thường biết là ngày 15 tháng 4 chúng ta hết hạn, nhưng mà điều đó Sở Thuế đã gia hạn lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, đã gia hạn đến ngày 15 tháng 7. Tôi xin nhắc lại là cái thuế cá nhân nay đã được gia hạn từ 15 tháng 4 đến 15 tháng 7. Và nếu chúng ta có thiếu thuế thì chúng ta cũng, nếu mà chúng ta nộp trước 15 tháng 7 thì chúng ta cũng sẽ không bị phạt. Đó là cái Sở Thuế. Và cuối cùng hết đó, chúng tôi cũng xin thông báo quý vị là Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ dự trù vào ngày 13 tháng 7 tại Wisconsin nay đã được dời đến đầu tháng 8. Chúng tôi chưa thấy có ngày. Do đó, trong cái khung cảnh đó thì cũng có nhiều nỗ lực là yêu cầu ông Bernie Sanders rút lui để cho chỉ còn có một ứng cử viên duy nhất mà thôi, tức là ông Joe Biden. Tại vì nếu mà không đó, thì đến tháng 8, lúc đó mới bắt đầu sắp xếp thì là quá trễ để mở cái chiến dịch tranh cử. Và thêm một điểm nữa là Tổng thống Trump cũng đã tuyên bố là ông vẫn tiếp tục duy trì cái ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11 năm 2020, không có dời hay là hoãn hay là bất cứ việc gì. Đó là những thông tin mới nhất chúng tôi xin được chuyển đến quý vị. Kính thưa anh Tỏ, khi mà chúng ta nói hai cái lon, một cái lon đó là để cho chúng ta giữ nhân viên, và một cái lon đó để chúng ta giúp cho chúng ta trong lúc mà chúng ta bị thiệt hại về vấn đề coronavirus. Nhưng mà hiện nay thì có đa số những cái nhà hàng đó, họ đóng cửa, nhân viên không làm việc, thì họ có thể mượn được cái lon để mà giữ nhân viên hay không? Dạ thưa được, cái lon mà giữ nhân viên, tức là cái PPP đó, Payroll Protection Program đó, thì tới giờ phút này là họ cũng không có đòi hỏi nhiều cái chứng từ. Và cái lon này đó là chúng ta phải đi thành thử là, nhưng mà điều khi mà họ quản lại đó, họ audit đó, thì tôi không nhớ chi tiết, nhưng mà điều đó là chúng ta phải giữ đa số nhân viên 90%, và thì chúng ta mới được, không phải trả lại cái lon này. Cái lon này chúng ta mượn được, nhưng mà nếu chúng ta không dùng để chỉ trả nhân viên đa số để trả cho nhân viên thì chúng ta sẽ phải trả lại. Còn nếu chúng ta chứng minh là chúng ta dùng cái lon này để mướn nhân viên, giữ nhân viên để họ phải đi xin tiền thất nghiệp, thì cái lon này chúng ta sẽ được chính phủ cho luôn, tức là forgiveness. Dạ. Và khi mà chúng ta nói những cái vấn đề khai thuế của cá nhân thì dời tới ngày 15 tháng 7, nhưng mà những cái business, những cái small business, những cái non-profit họ vẫn phải khai thuế đúng giờ, đúng ngày. Dạ, tôi thấy thì tại vì đó là cái ngày khai thuế cho tiểu thương đó, thì thực sự đó là ngày 15 tháng 3 rồi. Dạ. Thành thử là cái luật này nó ra đó, là nó ra cuối tháng 3, thành thử nó chỉ ảnh hưởng đến cái 15 tháng 4 mà thôi. Tôi không nghe nói gì về những cái việc khác. Dạ. Nhưng mà điều là mỗi tiểu bang đó, họ có quyền gia hạn cái thuế của tiểu bang tùy theo các tiểu bang. Và khi mà chúng ta bàn một số những cái tin tức cập nhật thì có khi nào chúng ta có một cái tin vui nào đó về vấn đề dịch coronavirus nó sẽ chấm dứt vào khoảng nào không, dạ thưa anh Tỏa? Dạ thưa vâng, thì đó cũng là một câu hỏi mà chúng tôi đã nói chuyện với rất là nhiều người, cũng như là phỏng vấn một số quý vị trong chính quyền. Thì ai cũng có cái câu đầu tiên mà chúng tôi hay nói chuyện, quý vị gọi đó hay hỏi là khi nào thì cái dịch bệnh này nó chấm dứt. Thì để trả lời câu hỏi này, chúng tôi xin dựa vào một số cái tài liệu do các cơ quan y tế Hoa Kỳ họ đã nghiên cứu và phỏng đoán. Chúng tôi cũng dựa trên cái sự kiện của hai cái nước mà nó đi trước chúng ta là nước Ý và nước Tây Ban Nha, cũng như nước Đại Hàn. Nếu mà chúng ta đi xa hơn đó, thì chúng ta nếu mà học được cái bài học
của Đài Loan, tức là Taiping, thì chúng ta thấy là cái chu kỳ mà của cái con virus Corona 2 này đó, nó hoạt động như thế nào và nó gây lây lan như thế nào và những biện pháp. Và cuối cùng hết đó là cái bản chất của cái con virus này nó rất là dễ lây, nhưng mà cái đời sống của nó không có lâu. Thành thử là chúng ta thấy là 80% những cái người mà mắc bệnh này đã đều được hồi phục, mà nhiều khi còn không thấy cái triệu chứng nào hết đó, tại vì nó vô trong người đó, nếu mà người nào khỏe đó thì cũng giết chết nó được. Do đó dựa vào những cái phân tích này thì chúng tôi xin chúng ta nói nhiều quá, nhưng mà những cái tin nghe rất là sợ. Từ tôi cũng đề nghị anh Nhân là chúng ta gọi cái này là tin vui. Tin vui thứ nhất đó, là dự trù đó là tiểu bang và xi nha, tiểu New York và tất cả mọi nơi dự trù là trong vòng 2 tuần lễ tới của tháng 4, tức là đến trước cuối tháng 4 là 2 tuần lễ nguy hiểm nhất của chúng ta. Nếu chúng ta ráng gìn giữ cẩn thận qua được 2 cái tuần này thì đến bắt đầu cuối tháng 4 thì cái dịch bệnh này nó cũng sẽ, con số sẽ đi xuống. Bắt đầu cuối tháng 4 và đầu tháng 5 là cái dịch bệnh này, cái số người mắc bệnh cũng như số người vô bệnh viện nó sẽ bắt đầu tụt giảm. Và khi nào thì chúng ta sẽ, các cơ sở thương mại thì theo dự trù thì họ nói là trong vòng tháng 5 hoặc là cuối tháng 5, đầu tháng 6 thì đa số các cơ sở thương mại sẽ được cho phép mở lại. Và chúng tôi xin nhắc lại là ở tiểu bang Virginia thì cái lệnh đóng cửa này nó có hiệu lực đến ngày 6 tháng 10. Đến ngày... Ngày 10 tháng 6. Dạ. Dạ, ngày 10 tháng 6. Thì hôm qua có một cái nghiên cứu thêm nữa thì cho biết là đó, tiểu bang Virginia nói riêng sẽ đi đến cái tột đỉnh vào ngày 23 tháng 4. Tức là họ dự trù ngày 23 tháng 4 tiểu bang Virginia sẽ cái số người bị tử vong sẽ là lên cao nhất, và đó nó sẽ đi xuống. Thì ông thống đốc cũng trong một cuộc phỏng vấn thì ông cũng đã nói là thì ông cũng sẽ theo những cái dữ kiện đó và ông sẽ có thể thay đổi cái ngày ngày 10 tháng 6 nếu cần. Và trong cái cuộc điện đàm chúng tôi có tiếp xúc được với lại ông Bộ trưởng Bộ Y tế tiểu bang Virginia thì ông cũng nói như vậy. Và hiện thời đó cái khó khăn đó là làm sao để có đầy đủ các dụng cụ khẩu trang cho các nhân viên làm việc cứu giúp người và làm việc trong nhà thương. Và khi mà học trò thêm cái nữa đó thì có người hỏi là vậy là khi nào chúng ta sẽ trở lại cuộc sống bình thường, thì họ dự trù đó là chúng ta có thể trở lại cuộc sống bình thường đó vào khoảng tháng 7 tháng 8. Tuy nhiên đó, có một nguồn tin nữa nó nói là mọi việc nó sẽ không bình thường cho đến khi mà tất cả các em học sinh sinh viên trở lại trường, tức là vào khoảng tháng 9. Tuy nhiên chúng tôi dùng cái chữ bình thường đây trong cái ngoặc kép là tại vì đó là trong cái phần cuối chúng tôi sẽ bàn luận về vấn đề là sau cái cơn dịch bệnh này chúng ta có trở lại đời sống bình thường như trước khi cơn bệnh này được hay không. Và khi mà chúng ta nói tình trạng khó khăn thì vấn đề kinh tế Hoa Kỳ ở cái giai đoạn này anh ghi nhận như thế nào vậy thưa anh? Dạ thưa Vân, ngoài cái dịch bệnh đó, sở dĩ Tổng thống Trump đã chú trọng rất nhiều về vấn đề kinh tế. Tổng thống đó là một trong những người mà đi ra luôn luôn là muốn mở cửa, không cấm ai đi đâu, mở thương mại, tại vì ông rất lo ngại cái vấn đề kinh tế. Tại vì đó là như chúng ta đã thấy đó là nền kinh tế Hoa Kỳ đó trong vòng chỉ có hơn một tháng qua mà chúng ta có tất cả những cái triệu chứng rất là nguy hiểm. Chúng tôi có thể so sánh với lại cái thời kỳ mà khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 1930, tại vì thực sự cái khủng hoảng kinh tế năm 2008 đó, nó qua rất là nhanh, nhiều người trong chúng ta cũng không cảm thấy cái gì hết, trừ trường hợp mà những người đi mua nhà 2-3 cái nhà đó thì cái 2008 đó thì bị ảnh hưởng, còn đa số chúng ta cũng không thấy bị ảnh hưởng nhiều, là tại vì đó là chính phủ đã ra cái chương trình cứu nguy và kinh tế nó đã hồi phục rất là nhanh. Hiện thời chúng ta thấy đó là thứ nhất là cái số người thất nghiệp đó nó bây giờ là đã lên tới 12-13%, và nếu nó tiếp tục như vậy thì nó sẽ lên đến 20%. Điểm thứ nhất. Điểm thứ nhì là thị trường chứng khoán đã sụt từ 29.000 xuống còn có 21.000, và có hôm nó còn sụt xuống dưới 20.000. Và đó là cái và hai cái điểm đó là hai cái điểm chính của cái cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu
năm 1930, tức là thị trường chứng khoán sụp đổ và cái số người thất nghiệp đi lên trên 20%, đó là cái dấu hiệu. Và do đó đó là hiện thời chúng ta đã vay nợ rất là nhiều, và cái chủ nợ của chúng ta rất tiếc đó là Trung Quốc là chủ nợ hơn gần 50% cái nợ mà chúng ta mượn là do Trung Quốc nắm. Do đó tính tổng quân mỗi người dân của Hoa Kỳ, tức là chúng ta có 350 triệu người, thì mỗi một người đó chúng ta hiện thời là đương nợ khoảng 40.000 Mỹ kim. Do đó cái số nợ này đó là những cái dấu hiệu mà nếu mà chúng ta càng nghĩ tới chúng ta càng ngán, là tại vì làm sao phục hồi được. Nhưng mà trong cái phần sau chúng tôi sẽ xin được đề cập với anh Nhân là cũng là một tin vui thứ nhì, là kinh tế Mỹ có hồi phục được không, thì câu trả lời ngắn gọn là yes, kinh tế Mỹ sẽ phục hồi được với những cái điều kiện như thế nào. Nhưng mà liệu mình có một cái đạo luật cứu nguy kinh tế nào mới hay không? Dạ thưa vâng, hiện thời đó là trên Quốc hội, nhất là ở Hạ viện đã có một cái chương trình là có cái cứu nguy thứ tư. Nhưng chúng ta nên nhớ chúng ta đã có ba cái đạo luật cứu nguy về kinh tế do nạn dịch Covid, và cái lần thứ ba là chúng ta biết nhiều đến tại vì nó quá lớn, tức là 2.200 tỷ đồng đã được chính phủ đưa ra. Thì cái thứ tư này đó đứng được thảo luận đó, nó còn lớn hơn cái thứ ba, tức là nó sẽ dự trù là lên tới 4.000 tỷ. Thì trong 4.000 tỷ này đó thì họ cũng lấy lại tất cả những cái chương trình nào trước giờ chính phủ muốn có mà không được thông qua, tức là cái chương trình mà xây dựng lại hết cái hạ tầng cơ sở tại Hoa Kỳ, tức là xây lại đường xá, cầu cống, hệ thống chuyên chở công cộng. Và nếu mà chúng ta thoát khỏi cái cảnh kinh tế này thì đó là một điều rất là cần thiết, tại vì đó là nếu chúng ta có 20% người thất nghiệp đó, thì chỉ có những cái công trình rất là lớn như vậy đó, thì mới có thể đủ để bướng lại tất cả những người này, và do đó các tiểu thương khác họ cũng theo đó họ sẽ sống trở lại. Như vậy mà khi mà cái con số mà tiền mà chúng ta có một cái stimulus package như vậy khoảng 4.000 tỷ bạc như vậy, thì cái nợ trần của quốc gia Hoa Kỳ sẽ đi về đâu vậy thưa anh Tỏa? Dạ thưa, cái nợ của nước Hoa Kỳ đến giờ phút này đó là nó đã gần tương đương với cái số nợ mà Hoa Kỳ có khi mà Thế chiến thứ nhì xảy ra. Trong lịch sử đó là chúng ta chưa khi nào mà có cái món nợ lớn như vậy, mà trong thời bình chỉ có một lần là nó lên đến cái số cao như vậy so với cái GDP, tức là cái tổng sản lượng sản xuất nội địa của chúng ta đó, nó lên gấp mấy lần đó, là trong thời kỳ mà chiến tranh Thế chiến thứ hai, tức là năm 1941, sau khi Nhật mà thả bom Trân Châu Cảng thì nước Mỹ mới nhảy vô cuộc chiến, thì tất cả mọi hoạt động kinh tế của Hoa Kỳ lúc đó, đó đều thay đổi để chuyển hướng qua cho cái nhu cầu kỹ nghệ chiến tranh. Và do đó đó nghĩa là chính phủ bỏ rất là nhiều tiền để mượn để thay đổi cái kinh tế đó, thì đó là. Và bây giờ là chúng ta đã lên sấp xỉ tương đương cái phần trăm đó, là tương đương với lại cái lần nợ mà chúng ta nợ vào cái thế năm 1941. Dạ thưa. Năm 1941. Dạ thưa. Dạ khi mà anh Tỏ nãy nói cái tin vui có nghĩa là mình có một cái niềm tin gì về cái khả năng phục hồi của Hoa Kỳ trong vấn đề kinh tế không vậy thưa anh Tỏ? Dạ thưa vâng, thì cái câu hỏi nữa đó là chúng ta nợ như vậy đó, tức là mỗi một người dân Hoa Kỳ hiện thời đó là đã nợ tới 40.000 Mỹ kim, tức là kể cả già trẻ lớn bé con nít người lớn vậy đó, là tất cả chúng ta là nợ như vậy, thì chúng ta có thể thoát khỏi cơn này hay không? Thì cái câu trả lời là chúng ta sẽ thoát khỏi cái cơn khủng hoảng kinh tế này, nhưng mà mất bao lâu? Thì cái mất bao lâu đó thì có lẽ chúng ta sẽ phải dành vào một dịp khác, là tại vì cái khủng hoảng kinh tế vào năm 1930 đó mất tới 10 năm nó mới phục hồi được. Và sở dĩ mà nó phục hồi được đó là tại vì có cái chiến tranh đệ nhị thế chiến mà xảy ra năm 1941, như anh Dân và chúng ta đều biết đó, thành nữa là nó kéo rất là dài, và cái đệ nhị thế chiến đã đưa nước Mỹ trở nên một cái siêu cường quốc đứng đầu trên thế giới là sau cái thế chiến thứ nhì. Thì chúng ta không có dữ kiện đó, nhưng mà chúng ta có các dữ kiện khác, thì chúng tôi xin liệt kê một vài cái vấn đề sau đây. Thứ nhất đó, là quý vị thấy đó, là khi Quốc hội và ông Tổng thống ban hành cái đạo luật đó là 2.200 tỷ đồng,
đây là một số tiền khổng lồ chưa bao giờ chúng ta thấy. Tại vì đó thực sự khi mà ông thượng nghị sĩ Bernie đề nghị là cho tất cả mọi người bảo hiểm sức khỏe trên toàn quốc Hoa Kỳ mọi người được free, thì nó chỉ có tốn có mấy trăm tỷ một năm mà thôi, chứ chưa lên đến ngàn tỷ. Thì như vậy tại sao chúng ta có tiền liền mà sao các nước khác họ không làm? Quý vị nên nhớ chúng ta có cái máy in tiền. Nếu quý vị nào đến thủ đô Hoa Thịnh Đốn, đến thăm cái chỗ cơ sở ấn lót tiền của chính phủ đó, giờ quý vị thấy cái máy in tiền nó chạy là 24/24 7 ngày một tuần. Và chúng ta in tiền, chúng ta có quyền in tiền là tại vì cái tiền đô la đó vẫn là một cái hối đoái được thế giới công nhận. Đó, do đó thành ra chúng ta vẫn tiếp tục in tiền được, và chúng ta luôn luôn là có người sẵn sàng mua những cái công cổ phiếu để bảo chứng cho cái số tiền của chúng ta in ra. Do đó chưa, chúng ta không bị lạm phát và chúng ta vẫn có thể tiếp tục in tiền. Cái thứ nhì nữa đó là Hoa Kỳ có một cái công nghệ, nhất là về công nghệ thông tin rất là cao cấp, và cái số người mà làm trong cái kỹ nghệ này rất là đông. Do đó là khi mà cái trật tự thế giới kinh tế được thay đổi lại đó, chúng tôi không muốn bàn sâu về vấn đề là Hoa Kỳ đã học được bài học nào sau cái đại dịch này, tại vì chúng ta thấy chúng ta thực sự đến giờ này không sản xuất gì hết, chúng ta đã lệ thuộc vào những cái nước khác. Do đó cái nhưng mà điều đó khi mà chúng ta phục hồi lại đó thì cũng sẽ có rất là nhiều cái điều kiện để phục hồi. Thứ nhất là về cái khả năng của các công nhân Hoa Kỳ, các kỹ nghệ Hoa Kỳ, và nhất là những tài nguyên. Như chúng ta thấy là trong quá khứ chúng ta thấy có khủng hoảng về nhiên liệu. Nếu quý vị nào còn nhớ, dưới thời Tổng thống Carter, chúng ta phải xách hàng để mua xăng. Thì nước Hoa Kỳ bây giờ dư sức sản xuất dầu hỏa là để xài trong nước và có thể còn dư bán ra ngoài. Đó là cái tài nguyên. Và một phần nữa đó là chúng ta mấy hôm nay dù là chúng ta bị chia rẽ rất nhiều Cộng hòa Dân chủ, nhưng mà khi đụng đến một cái chuyện gì mà liên quan đến quyền lợi của đất nước thì đều hai bên Dân chủ Cộng hòa đều phải làm việc với nhau. Do đó bây giờ dù rất là bị chia rẽ, nhưng mà điều đó là chúng ta thấy là chúng ta vẫn có một cái chính quyền mà chúng ta có thể tin tưởng được, và chính quyền này cũng phải có đủ khả năng để thay đổi. Tại nếu không đó là chúng ta sẽ sử dụng cái quyền mà mạnh nhất của chúng ta, tức là lá phiếu ở những cái ngày bầu cử, để thay đổi những cái lãnh đạo nào mà chúng ta thấy đã không làm việc được cho dân chúng. Do đó ba cái lý do đó mà chúng tôi thấy là đây cũng là một tin vui. Chúng ta sẽ phải trải qua những cái cơn khó khăn này, nhưng mà chúng ta cũng sẽ vượt thoát được, bây giờ thưa anh nhé. Nhưng mà khi mà chúng ta nói có một cái thời gian sắp tới dài hạn với ngắn hạn, chúng ta phải có những cái thay đổi để mà nó mới đáp ứng được cái nhu cầu phát triển của đất nước. Dạ thưa vâng, thì chúng tôi thấy đó là thứ nhất là những cái phỏng đoán của chúng tôi dựa phía trên, tức là tháng 4 này con virus nó sẽ từ từ biến mất, tháng 5, tháng 6 chúng ta sẽ, với một điều kiện là trong ngắn hạn tất cả mọi người của chúng ta đều phải tuân theo những cái chỉ dẫn của cơ quan y tế công cộng Hoa Kỳ. Thứ nhất là rửa tay, đeo khẩu trang khi mình đi ra ngoài, chúng ta không có tập họp những đám đông, chúng ta không có đi ăn nhậu, và chúng ta nghĩa là ráng giữ gìn sức khỏe, sống cuộc sống bình thường ở tại nhà để cho nó qua cái cơn này, nhất là trong cái tháng 4 này. Nếu chúng ta làm được cái việc đó trong vấn đề ngắn hạn, thêm một cái nữa đó, mà chúng tôi thấy là mấy hôm nay có nhiều tin tức rất là phấn khởi là cộng đồng Việt Nam cũng đã nhảy vô, là có nhiều cơ sở thương mại đã nhảy vô làm những cái khẩu trang mà hôm qua anh Nhân cũng đã chiếu dưới Richmond, tức là thủ đô Virginia, cũng có một hai tiểu thương nhảy ra nhận làm các khẩu trang này và đem đi tặng những cái cơ sở y tế. Do đó chúng tôi thấy là đây là một cái dịp mà để cho cộng đồng chúng ta chứng tỏ cái lòng nhân từ cũng như cái lòng ái quốc của chúng ta. Tôi cũng đề nghị là tôi làm việc rất nhiều với tiểu thương, thành thử những cái tiểu thương nào mà chúng ta yêu mến và chúng ta muốn giúp đỡ đó, thì đây là cái cơ hội chúng ta có thể giúp đỡ họ. Tại vì tôi cũng đã từng làm tiểu thương, khi mà chúng ta đóng cửa rồi đó thì chúng ta mở lại rất là khó. Dù chúng ta ráng giữ một hai nhân viên nhưng mà đừng có đóng cửa luôn, thì chúng ta sẽ trở lại bình thường nhanh. Chứ còn nếu mà chúng ta đóng cửa rồi đó thì đó là điều rất là khó khăn. Thành thử tôi cũng thấy là chúng ta cũng nên mở cái lòng, nếu mà nhân từ thì nên mở ra cái thời điểm này trong ngắn hạn.
và trong trong dài hạn đó, thì như chúng ta thấy đó, 911 cũng đã thay đổi cuộc sống chúng ta rất nhiều, nhưng mà điều đó nó sẽ không so với cái COVID-19 này. Chúng ta trong cái tương lai chúng ta phải thay đổi cái lối sống chúng ta rất nhiều. Thứ nhất đó, là về cái lối sống, chúng ta thấy là nhiều khi ở Hoa Kỳ chúng ta thấy mình quá phung phí bừa bãi, khi mà có trở ngại như vậy, đi kiếm mua một cuộn giấy đi cầu không ra. Điều đó là cái cách sống chúng ta. Về cách làm tiểu thương thì tôi cũng thấy là khi mà gặp chuyện như vậy là chúng ta quay lại, chúng ta mới thấy chúng ta làm tiểu thương mà chúng ta không chú ý gì đến các giấy tờ cần thiết. Thành thử khi mà chúng ta phải đi xin một cái chương trình trợ cấp hay là xin mượn tiền bạc thì chúng ta thấy rất là khó khăn. Do đó cũng là một hình thức chúng ta, và trong tương lai chúng ta cũng phải nhìn lại coi là khi lối sống đối xử với người với nhau, chúng ta thấy đó là đa số cái người mà bị mắc đó, là ở trong nước sinh hôn. Chúng ta cũng nên đặt vấn đề là cộng đồng chúng ta là cái thế hệ thứ nhất là cũng là đến cái tuổi đi vô nước sinh hôn, do đó là cái vấn đề mà chúng ta trong cộng đồng cũng sẽ phải thảo luận. Và thêm cái điểm cuối cùng nữa là tôi thấy đó là cái vui đó là cộng đồng chúng ta đó rất là có khả năng phục hồi nhanh chóng. Tại vì đó là chúng tôi nhớ năm 1975 đó, 135.000 người Việt Nam đến Hoa Kỳ, thì tất cả những người này là đều nước Hoa Kỳ là đều mới lạ. Lúc đó là tuổi chúng ta cũng 30-40 và tiếng Anh thì không có, mà chúng ta đã rất thích hợp trong vòng có 30-40 năm đã xây dựng được một cộng đồng rất là phú cường ở nước Hoa Kỳ này. Do đó tôi nghĩ là cộng đồng Việt Nam sẽ là một trong cộng đồng mà sẽ phục hồi nhanh nhất sau cái dịch COVID-19 này, giờ thưa anh. Em xin được cảm ơn anh Tỏa rất là nhiều cho cái thời gian mà anh Tỏa dành cho cái chương trình ngày hôm nay đó anh Tỏa. Dạ. Dạ thưa vâng, dạ xin kính chào anh Nhân và kính chào toàn thể quý vị. Xin quý vị sẽ rất là thận trọng trong tháng 4 này, vì tháng 4 này là tháng rất là quan trọng. Và sau tháng 4 thì sau cơn mưa trời sẽ lại sáng. Xin chào quý vị. Dạ. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi và ông Đỗ Quang Tỏa đến đây xin được tạm ngưng. Và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ sau.